Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Oakley đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Aura bằng dịch vụ FedEx. Phía đây chúng ta sẽ có số tracking, tuy nhiên thì chúng ta đã có hai chiếc tem nó dán đè lên rồi. Và số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này cũng đã mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong cũng như là cho các bạn có những cái góc quay nó thực tế nhất về mẫu mắt kính ngày hôm nay. Bên trong chúng ta sẽ có hai chiếc bóc mắt kính của Oakley. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nè. Và hai mẫu này để mình xem nó có cùng mã với nhau hay không. Đến từ bộ sưu tập Houston nè. OO9334. Houston Ray Rectangular size 58 ở phía dưới. Rồi, hai mẫu này sẽ cùng một mã nha các bạn. Mình sẽ lấy một chiếc ra để có thể review cho các bạn. Rồi, ở dưới chúng ta sẽ có hóa đơn này cùng với một thích cơ quảng cáo từ Chuma Shop, rất là đơn giản thôi. Mẫu ngày hôm nay của chúng ta sẽ có mã bộ sưu tập là OO. Mình sẽ bỏ số 0 đầu tiên nha các bạn, cũng giống như là Ray-Ban vậy đó. Chúng ta sẽ bỏ số 0 đầu tiên, chúng ta sẽ có mã là OO 9334, tên bộ sưu tập là Houston. Mã màu sẽ là 933408 Metal Black nè. Là có nghĩa là màu đen mờ với màu dòng kính là Prism Ray, có nghĩa là màu xám với công nghệ Prism đến từ thương hiệu Oakley. Prism này là một công nghệ độc quyền của thương hiệu Oakley luôn nha các bạn. Lát nữa mình sẽ nói sâu hơn. Size kính của mẫu này sẽ là 58 nè. Chiều dài càng kính là 140. Ở phía bên hông chúng ta sẽ có tên tập đoàn Luxottica Group Made in USA. Oakley cùng chung tập đoàn với Ray-Ban nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép mở chiếc hộp này ra trước khi mình để bao tay vào vì nó sẽ khó mở hơn rất là nhiều. Đây bên trong chính là mẫu mắt kính của chúng ta. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay vào để tránh trường hợp là mồ hôi tay bám lên trên sản phẩm. Đây, bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm của chúng ta ra. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, cùng với đó là bên trong chúng ta sẽ có một sách hướng dẫn sử dụng. Mắt kính của chúng ta thì nó đang rớt ra khỏi chiếc túi, cho nên bây giờ mình sẽ cầm chiếc túi này lấy ra nha. Đây là chiếc túi của Oakley với một cái logo phía sau. Logo thì nằm ở phía sau nha các bạn. Đây logo một chữ O rất là lớn của Oakley, rất là dễ dàng nhận ra. Giờ mình tạm thời mình sẽ để mẫu mắt kính của chúng ta ở đây và nói sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết trước đã. Nói về Oakley thì đây là một thương hiệu được thành lập vào năm 1975 và được mua lại vào năm 2007. Oakley là một trong những thương hiệu thiết kế sản phẩm thể thao hàng đầu thế giới, được các vận động viên đẳng cấp thế giới lựa chọn để thi đấu ở cấp độ cao nhất có thể. Nắm giữ hơn 850 bằng sáng chế thì Oakley cũng được biết đến với các công nghệ ống kính sáng tạo, bao gồm Prism nè. Oakley mở rộng vị thế của mình như một thương hiệu kính mắt thể thao và ngành may mặc phụ kiện, cung cấp các dòng sản phẩm dành cho nam và nữ, thu hút được nhiều người tiêu dùng, phong cách năng động và có tinh thần thể thao. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, thì tập đoàn đã vận hành 361 cửa hàng Oakley trên toàn thế giới, trong đó bao gồm 81 địa điểm nhượng quyền. Rồi đó là một vài nét sơ lược về thương hiệu Oakley cho những bạn nào chưa biết. Và ngày bây giờ mình sẽ nói đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ có tên là Oakley Houston Mansion Class, một mẫu kính mát dành cho nam giới thuộc bộ sưu tập Houston đến từ thương hiệu Oakley đây. Mã sản phẩm thì mình sẽ đọc là một lần nữa nhé, là OO9334 với mã màu là 933408 58. Các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 58mm nè. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính của ship.vn đều có đường link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên trong thực tế thì các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt cũng như là chi tiết hai bên thái dương, rất là quan trọng nha, để có thể chọn được một mẫu mắt kính vừa hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái nhất, vừa vặn nhất. Rồi, về cầu kính thì chúng ta sẽ thấy nè, chúng ta sẽ có một chiếc cầu kính 16mm
Chiều rộng thông thường của cầu kính là từ 12 đến 26 mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Ở mẫu này mình thấy rất là dễ nè. Đây là điểm kính bên này, qua tới điểm kính bên này chính là cầu kính của chúng ta. Thông số đo của cầu càng kính sẽ là 140 mm nha các bạn. Oakley họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng khá là đơn giản với một lớp túi ni lông mỏng như thế này thôi. Càng kính của chúng ta là 140 mm. Thông thường thì hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái như thế này. Đây là mã của bộ sưu tập nè, OO9334, mã màu là 0858, 58 16 140, chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính nè. Đây chính là tên bộ sưu tập Houston. Ở càng kính còn lại chúng ta sẽ có, để xem nè, chúng ta sẽ không có thông tin nào trên đây cả, chỉ có một chữ USA. Đây là cái điểm nhấn của tên tất cả các mẫu mắt kính của Oakley. Rồi tiếp tục mình sẽ nói về sâu hơn về phần màu trồng kính nè. Đầu tiên là màu trồng kính, chúng ta sẽ có màu xám cơ bản và Oakley trang bị cho sản phẩm của mình cái trồng kính công nghệ Rhizome Sapphire độc quyền của Oakley, được thiết kế để tăng cường màu sắc và độ tương phản để bạn có thể xem chi tiết hơn. Công nghệ ống kính Rhizome giúp tinh chỉnh tầm nhìn của bạn và chỉ cho phép 12% ánh sáng lọt qua trồng kính trên mẫu này. Ống kính Rhizome thì tăng cường đáng kể chi tiết để cải thiện cái hiệu suất và cung cấp điều chỉnh màu cực kỳ chính xác, được thiết kế cho các môi trường cụ thể. Giống như là chúng ta sẽ đi ở những cái môi trường cụ thể như là đi trượt tuyết nè, bạn đi xe đường dài nè, hay đi biển, hay đi lướt sóng, câu cá. Ở một môi trường thì Oakley đều có những cái option mẫu mắt kính phù hợp với những cái điều kiện như thế dành cho các bạn có thể lựa chọn. Rồi bên cạnh đó thì mặt kính cũng giúp hỗ trợ chống trầy nó hiệu quả nè, giúp mẫu kính giữ được cái vẻ đẹp lâu dài hơn. Thấu kính Oakley thì được thiết kế và thử nghiệm trong điều kiện có khối lượng cực lớn và vận tốc cực cao để đảm bảo cái khả năng bảo vệ tối ưu trong nhiều điều kiện khe. Ngoài ra thì trên sản phẩm này cũng được phủ, đây nè các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái tem dán Rhizome nè, đó đây chính là công nghệ kính phủ lên của Oakley, công nghệ kính độc quyền. Và ở bên ống kính bên trái này chúng ta cũng có thể thấy ngay có một cái chế tác khắc laser ẩn nằm ở đây, tên của công nghệ Rhizome rất là nổi tiếng trên các mẫu mắt kính Oakley. Rồi đó là về công nghệ trồng kính. Nói về dạng khung thì chúng ta sẽ có dạng khung rectangular, có nghĩa là dạng chữ nhật. Màu khung sẽ là màu đen mờ nè, metal black, màu đen được làm mờ như thế này rất là đẹp, rất là nam tính. Màu đen mờ luôn mang lại một cái cảm giác sang trọng nè, mạnh mẽ và nam tính dành cho các mẫu mắt kính. Thiết kế càng kính các bạn cũng có thể thấy là ngoài hai bên càng kính chúng ta sẽ có logo một chữ O lớn của Oakley rất là nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta, và đây cũng là một trong những cái logo rất là quen thuộc trên cái mẫu Oakley. Thiết kế càng kính ở mẫu này chúng ta cũng sẽ có một cách điệu một số chi tiết rất là nhỏ như điểm nhọn ở đây nè, các bạn có thể thấy hai bên rất là nam tính. Chất liệu khung, và nói về chất liệu khung thì chúng ta lại nói đến Omester. Đây là một loại vật liệu nhựa ni lông có công thức và thành phần đặc biệt. Chất liệu này ra mắt lần đầu tiên độc quyền bởi thương hiệu Oakley với nhiều đặc biệt tính vượt trội nè. Kể từ lần đầu ra mắt năm 2012 cho đến nay, rất là nhiều mẫu mắt kính Omester được giới thiệu và được rất là nhiều người dùng yêu thích. Chất liệu Omester nó có đặc tính là bền gấp 2 lần nhựa ACT, chịu được cả nóng và lạnh mà không bị giòn nên khó có khả năng bị gãy hay là hư hỏng. Thêm vào đó thì Omester nó có tính dẻo nè, khiến cho nó rất là linh hoạt, dễ điều chỉnh gọng kính cho phù hợp nhất với gương mặt của bạn. Và đặc biệt Omester nhẹ hơn các loại nhựa thông thường 3 đến 4 lần và nhẹ hơn cả acetate đến 25%. Đó, cho các bạn biết là nó nhẹ đến mức mà các bạn có thể cầm lên và không biết là mình đang cầm chiếc mắt kính này. Nó rất là nhẹ nha các bạn, nhẹ hơn cả nhựa acetate 25%, là một cái khối lượng rất nhẹ. Đồng thời thì bề mặt nhựa nó sẽ không quá cứng, nhờ vậy mà cho nó cho một cái cảm giác đeo rất là thoải mái luôn. Bộ sưu tập Houston thì nó sở hữu một cái thiết kế rất là cổ điển, được kết hợp với công nghệ Oakley hiện đại. Thiết kế này thể hiện cái tinh thần khám phá và phiêu lưu. Thiết kế khung mang tính biểu tượng của Mỹ, được tạo điểm nhấn bằng biểu tượng Oakley rất là hoàn hảo. Đây là một mẫu sản phẩm rất là thiết yếu cho những ai tìm kiếm một mẫu mắt kính cân bằng giữa sự phong cách và sự đa dụng. Rồi, đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Qua các góc quay các bạn cũng có thể thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn, móp, trầy xước hai bên ống kính hay là phía trên nè, phần khung kính và cả càng kính của chúng ta còn rất là mới nè. Ở phần gối kính, khớp kính của chúng ta cũng còn rất là hoàn hảo. Đây, các bạn có thể thấy Oakley họ luôn trang bị một cái lẫy bật nằm ở càng kính, có nghĩa là các bạn chỉ cần đẩy nhẹ ra tới một phần này thì nó sẽ tự động bật ra và ôm lấy gương mặt của các bạn đây. Rất là dễ thấy thôi. Rồi, cùng với đó là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến mẫu kính mát
đến từ thương hiệu Oakley này. Hiện tại tại xship.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến xship.vn thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại xship.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.